Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông và phát tài phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói, mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới có thể giàu có lên được. Trong tháng 4 âm lịch này, năm 2022, thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đang rất tò mò về vận hạn của mình trong tháng 4 âm lịch này sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số. Khi bước vào tháng 4 âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên con giáp này đã có được những gặt hái vô cùng lớn lao trong tháng 4 âm lịch này. Và sự thành công của con giáp này cũng khiến cho không ít người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng cũng không kém phần kính nể và kính trọng. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chương trình chi tiết, quý vị đừng quên đăng ký, ủng hộ kênh Phong thủy Gia Cát và chọn vào tín hiệu quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng bước vào phần luận giải chi tiết tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Thìn sinh năm 1988 trong tháng 4 âm lịch này. Xin mời tất cả quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, tính cách của người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 mệnh Đại Lâm Mộc có phần hướng nội, trầm tĩnh, ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết. Các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng. Họ cần có mục tiêu để luôn phấn đấu theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế để lùi. Có như vậy, họ mới thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ và cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người thích chinh phục. Sự nghiệp của những người tuổi Thìn sinh năm 1988 tổng thể phát triển ổn định trong tháng. Bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của ai. Ngoài ra làm việc gì bạn cũng cần phải cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành chiếm đoạt của người khác, nếu không thì dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến bao nhiêu, bạn cũng nhớ nên giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng như rất nhỏ nhặt nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn đến thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 4 âm lịch này, tuy có quý nhân trợ lực, song tuổi Mậu Thìn sẽ phải đối mặt với một số biến động trong chuyện công việc. Gia chủ dễ phạm sai lầm, tự mang tai vạ cho bản thân vì sự cầu thả và chủ quan. Hơn nữa, vì làm việc tùy hứng, thiếu kỷ luật, dễ bỏ lửng nửa chừng khi sự hăng hái ban đầu qua đi, cho nên việc gì cũng cần có một sự cố gắng, nếu không thì kết quả của bạn chỉ là nửa vời, khó đạt thành công. Khi đó bạn sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để giải quyết mớ rắc rối cho chính mình gây ra. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và mình cần phải làm gì. Nếu bạn muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt. Bạn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng nỗ lực của bạn cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì một chút nóng giận dẫn đến quyết định sai lầm. Mặc dù công việc không quá thuận lợi, nhưng bạn có cơ hội tiếp xúc nhiều với hạng mục công việc mới. Điều đó là tiền đề phát triển, tạo những cơ hội bứt phá sau này cho bản thân. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tuổi Mậu Thìn tháng 4 âm lịch, tài lộc là một trong những điểm sáng của con giáp này. Đặc biệt là người làm kinh doanh, bạn dễ dàng thu về những khoản lợi không nhỏ nhờ có kế hoạch tiếp thị, đa dạng hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và khách hàng. Tuy nhiên, tài chính rủng rỉnh đồng nghĩa với việc mức chi tiêu của mệnh chủ cũng tăng thêm. Nói cách khác, tháng này người tuổi Mậu Thìn có thể vừa kiếm tiền lại vừa chi tiêu khá nhiều.
Ngoài ra, việc kiếm tiền không hề dễ dàng, ngược lại bản thân phải rất vất vả và hao tổn nhiều công sức mới đạt được mục tiêu tài chính của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 4 này, người tuổi Mậu Thìn hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì bạn phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại mà thôi, vì những gì bạn làm ngày hôm nay được xem là nhân quả trong tương lai. Gia chủ cần đề phòng các bệnh về tim, não, máu, đường tiêu hóa, bởi những cơ quan này đang ẩn chứa nhiều nguy cơ mà bạn không lường trước được. Ngoài ra, trong năm cũng cần phải chú ý tĩnh dưỡng, giải tỏa cảm xúc thích hợp, chớ nên để tinh thần căng thẳng trong thời gian dài. Cũng không nên đi đến những nơi lộng gió để tránh các chứng cảm mạo phong hàn. Một chế độ sinh hoạt khoa học, tập thể dục thường xuyên kết hợp với thái độ sống khiêm tốn, không so đo hơn thua với người khác sẽ giúp bạn giữ được nền tảng thể chất khỏe mạnh. Gia chủ Mậu Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 4 âm lịch không hoàn toàn lý tưởng đối với đường tình duyên của tuổi Mậu Thìn. Bạn có tương đối ít cơ hội về mặt tình cảm, mọi thứ dậm chân tại chỗ, khó được có bước đột phá như ý muốn. Mặc dù đào hoa khá vượng, nhưng riêng nữ mệnh có thể dễ gặp phải đào hoa xấu hoặc cảm thấy phiền lòng với sự đeo bám theo đuổi quá mức nhiệt tình của người mà mình không có tình cảm. Lời khuyên cho bạn, dù không thích thì cũng nên lựa lời phù hợp để từ chối, tránh quá mức thẳng thừng sẽ gây phản tác dụng. Đối với năm mạng, cơ hội tình cảm nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng cần phải dành thêm thời gian suy nghĩ về tình cảm thực sự của mình, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì cô đơn, bởi như thế là không công bằng cho cả hai. Với những người đã kết hôn, gia đạo có phần bất ổn, tuy nhiên chỉ ở mức độ tiểu hung, sẽ có những xáo trộn xảy ra đòi hỏi các thành viên học cách thích ứng càng nhanh càng tốt và cùng nhau san sẻ để cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn thì mọi chuyện nhất định không có điều gì đáng lo ngại. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần 2022. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022. Tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với những người tuổi Mậu Thìn trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 4 năm 2022, tức ngày 9 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 4 năm 2022, tức ngày 21 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thìn trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 8 tháng 4 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức ngày 20 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của quý vị sinh năm 1988 trong tháng 4 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì trong tương lai để có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình được phát sóng lần sau trên kênh.